Mày Ngọc đi đâu? Đi lên biển thăm chị Ngọc. Chị Ngọc mới mua nhà luôn. Hello vô. Chị Ngọc mới mua nhà mới. Đấy, khu này vui lắm bạn ơi. Kitty. Khu này là họ đi xe gấp. Hello xe bác gấp Binh. Xe gấp quá đẹp luôn. Lúc. Ông Brian. Nó không chào nha, nó không chào chú Phô con Ngọc nha. Hello bạn Hiền. Hello. Thanh Long Si bà Hiền. Lên hướng này nè, lên đây luôn. Dạ. Ngọc, đi Ngọc. Ôm miếng con. Ngọc anh đến tí, đến tí. Brian làm gì chống vậy? Brian làm gì chống vậy? Ôi chết tụi hôm nay sao nặng dữ ta. Hôm nay nặng dữ cái bộ. Hôm nay con bự dữ vậy hả? Đi, đi như đây. Con thọn luôn á. Trời chết rồi, sắp khao gần con Ngọc. Ôi vô trong đây chi, phòng gì vậy? Cái phòng của Brian á. Brian, it's your room. Ôi mình mới mua xe mới hả? Xe này. Ôi, nè. Con cá, phòng con cá. Wow. Ôi Vinh, xe này, xe này, xe kia là xe gì? Nè. Ôi hai chiếc luôn. Ồ, chiếc này chiếc mới, chiếc này ba hàng ghế luôn. Thì lấy ra chạy thử đi chứ, ngại ngùng gì nữa. Chúc đi. Chúc đi cho nó mát Vinh. Chúc. Hả? Lát đi cho nó mát chứ. Chúc. Tối mát mà. Gì đâu? Đẹp quá hả? À. Đẹp nhiều Vinh. Trời đẹp quá. Nhiều Vinh. 12 ngàn. Đẹp quá trời, đẹp. To dữ sợ bạn ơi, 12 ngàn đô la. Ồ, có xe này nữa nè. Anh Vinh, xe này chạy được không? Được chứ. Wow, rồi bác Hạnh Vinh với Phong đi xe đó, em đi xe này. Cái chiếc xe này là kỳ hồi kỳ bên nhà kia rồi, giờ nhớ không? Ừ. Mà lúc đó nó hư rồi. Anh Vinh nhặt pin đi anh Vinh. Sao vậy? Chạy được không? Lúc đó nó hư rồi. Vậy hả? Chạy chút nè. Ừ. Đi đi vô, đi xe lên. Xe nhiều quá nha. Lên chị Ngọc, đâu rồi? Thôi, ra đi tàu luôn nè, ra đi tàu nè. Tàu đầu ông á, tàu. Ra tàu nè. Ú, cha, con cá vô đi. Ôi ôi, dạ. Dạ. Cái tàu cái đẹp chưa? Cháu quay cái. Quay tàu bự nè. Đây tàu cái nè, cho tàu coi cái nè. Đẹp chưa? Trời. Sáng sủa vậy. Ô Ngọc. Cho anh Vinh mới mua hả? Chưa, bởi giờ anh mua em chưa xuống mà. Căn này brand new mà mua gì mày? Căn này chưa giờ quay mà. Ôi. Chị Ngọc chỉ dán lại chỗ này sạch sẽ luôn nè. Sao? Trời bá không? Chú, trời ơi. Đã quá. Đẹp. Bởi vậy đi câu không Vinh? Đẹp. Hai máy Suzuki nha bạn. Chú cha, gấu chưa là gấu. Ừ. Quá đã. Rồi đi lên má Ngọc đi, má Ngọc đâu rồi. Ủa đây có gì Vinh? Cây dắt hả Vinh? Ừ đúng rồi, cây dắt. Đi cha. Đi Phó. Alright go. Ủa có cái bếp này không? Hả? Ừ. Cha nấu đồ ăn nè, đã nè. Yes. Đây nè. Cua đâu Vinh? Bếp bên đây. Ủa, nè. Có luôn cái đồ làm cá kìa. Cua nè, cua. Đó cho cua cái Ngọc. Ừ. Ngọc. Ngọc đi bên này. Đi gần lại đi, sao quá mất cái tích xích đâu. Hả? Đây. Ừ. Có đồn cái. Đợi đợi Ngọc tí, Ngọc ngay, đợi Ngọc tí con. À, cua. Đợi Ngọc tí. Đó. Phò phải lên đây chơi lắm, lên chơi gì có vui lắm. Cô ghẹ bò tay ta bóc đi. Cần cái gì chứ. Con này thấy không bạn? Hai con Vinh. Hai đó. Ô, hai thằng sinh đôi. Sinh đôi cái đầu không? Đang đè nha, con thấy đâu. Ở đây nhiều, cua không Vinh? Có lên kìa, đang câu thùng trên kia. Cái đó là cua đó, cua mua mấy. Anh cháu ghê coi, ảnh kìa. Đang làm cá rồi anh, đang làm cá nè. Nào. Ảnh kìa, anh đánh kìa. Hello Brent, nè Ngọc có cái bếp. Có cái bếp nè. Bếp, à, của chị Ngọc. Bếp cũ bữa không ta? Ừ. Đi lên. Lên, đi lên. Lên thăm bà chủ. Lên thăm bà chủ. Trời ơi, có đèn đẹp Vinh. Đẹp nha. Đẹp không? Lên đây Brent ơi, come on. Hình như. Ủa sao lóc gửi ta? Hả? Sao lóc lại hả? Chị Ngọc, anh Vinh chặt anh Vinh. Ủa này sao? Mở sao? Biết rồi không? Đem sao cầm chưa? Đây nè. Rồi, được rồi, đi ra. Wow. Mát quá. Mát chứ sợ trên đây nó mát. Cool. Ê, có chừng. Chết. Sao kìa? I see you. Đây, đẹp không? Đưa anh xem vòng nè. Oh, decoration. I see you. Có cái đèn. Cool. Đẹp hả? Đèn như chạy Noel đèn vậy đó. Đẹp hả? Hả? Chạy đèn nhìn đẹp quá. Đây, tối, hơi tối, sẽ mang sáng mày quay bạn xem. Đã lắm. Ủa, nguyên con gì luôn kìa. Cá hả? Đâu không? Đây nè. Cú mèo. Cú mèo. Hầu mèo. Thử thiệt mèo. Rửa chỗ rửa tay nữa kìa. Mát hả Vinh? Đi chút về ra, đi ra. Mát rượi luôn, ở đây mát rượi luôn. Chú cha. Đi vô thăm bà chủ nè. Hello bà chủ ơi. Tội sao? Đâu ra hai năm. Đây vô thăm bà chủ nè. Hello bà chủ ơi. Trời ơi bà chủ. It's okay.
ngon mà. Hả? À, Ngọc ơi Ngọc. Đây, đi chị chú cho. Chú. Hôm nay nó nặng. Ôi trời chết rồi, con Ngọc ẩm hết nổi rồi. Ai ăn nhiều không nhiều? Dạ. Đây, trời ơi cù quá con trời. Con Ngọc ẩm hết nổi. Con nấu rồi chị Ngọc. Nấu. 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 Đây chút karaoke. Chút con Ngọc chơi con. Một lát hát karaoke rồi nha. Dạ. Đang đang đang. Ghê ta. Rồi có bánh mì gì dài chưa Ngọc? Bánh mì ăn khỏe chưa Ngọc? Khỏe. Chú ớm nhà đẹp nha, có đá nha. Ớm không? Ủa cái, chị Ngọc cái đá này là chị Ngọc mới làm hả? À, cái đá này là của cái nhà của nó sẵn ở nhiều không? Đẹp. Chị Ngọc lót gạch ở dưới không chị Ngọc? Cái chỗ gì đó không? Nhà mới mua của chị Ngọc mình trên biển mà ngay. Là lớn không? Ừ. Cái phòng dưới hả? Chị chút để xuống coi. Cái phòng con. Ủa làm bữa Hùng làm dưới. Cái nào? Cưng cái gạch này hả? Ok, phát này. Cái con cái máy vậy của ta. Lemonade. Ồ. Ăn cua đi Ngọc. Đó vậy, té bên con. Có sao không? It's ok, đừng leo con. Nào gì Ngọc? Nướng này cái nó kia ngon. Ngon cùng nướng mày ngon Ngọc. Rồi, quên nướng thì lâu rồi nha. Nướng mày ngon. Lâu rồi chưa nướng. Đó, là chị Ngọc nướng hay nướng vậy? Hay Vinh nướng? Đây bạn ơi, nướng bạn ơi. Long time mình nhớ lại nướng nè, trời ơi. Đừng nhiều quá mình đâu có nướng được. Đúng rồi, nướng nó ngon. Chị Ngọc cái nhà này gọn quá chị Ngọc. Nhà ủa, chị Ngọc có bắp nữa nè. Ờ, bắp, đúng rồi, bắp Việt Nam. Trời ơi, man, bắp là ngay nghề mình luôn á man. Bắp luôn. Bắp là mình mê lắm man. Bắp đâu? À, chút đi, chút. Chú cha. Cua này nướng nha bạn. Không biết là bạn nào ăn được cua nướng chưa nha. Pho là mới ăn cua nướng vài năm nay thôi là rất là ngon. Châu men ơi. Đây. Bắp Việt Nam. Bắp Việt Nam. Chú cái này ngon nè. Chị nướng, chị luộc nè. Cái này hấp dẫn nè. Bắp Việt Nam đó, hay bắp Mỹ đâu nha. Việt Nam là mình Việt mê lắm nha. Việt Nam sao to thế. Mình mê bắp Việt Nam bạn ơi. Ngọc. Việt Nam sao to vậy. Bắp Mỹ là ngọt lắm. Em là thích ăn bắp Mỹ. Bà này thích Mỹ. Ăn thử đi. Này nó dẻo thôi. Tao thích bắp Việt Nam mà thích Mỹ. Thích cua nướng rồi. Đây, nướng. Trời ơi, cái càng to quá chị Ngọc ơi. Trời má ơi, càng to. Thôi thì kêu Vinh, trời ơi, làm tao tham Vinh. Lộn thánh luôn. Lộn thánh luôn. Lâu quá gặp bằng Hiền. Nó 2 năm rồi, Ngọc nó tin. 2 năm rồi. Nó gặp chị Ngọc đây mà 2 năm. Mày quá. Ngọc có gì Ngọc nói gì 2 năm chứ gì không? Lúc mà cái gì mấy lần nữa nhà Ngọc. Ở tháng 3 bây giờ mày đâu có hồi lạnh mới xuống đây đâu anh hai. Ở đây gặp ở đây hả? Gặp ở nhà kia là tháng 3 bây giờ mày đâu có xuống. À. Hả? Thơm quá. Sao nghĩ sao là 2 năm rồi chứ nổi. Nhớ ông quá ông ơi. Mình nhớ ông với ông nhớ. Tôi không quay qua ông nói ông nhớ ông quá ông quay. Cắn hùng cua. Nhục quá. Ông không được con cua hả? Mình nhắn message cho pho cái đưa cái thùng cua mê quá. Nó ngon quá, giống quá. Vậy là mê cua. Mê cua chứ, cua ngon mà. Mê cua chứ phải nhớ bạn Hiền. Nhớ bạn Hiền chứ. Nhớ bạn Hiền. Mê ghẹ nha, mê ghẹ nha lộn. Không, ngon quá. Cái càng nó cũng ngon, nó bỏ cái càng ngon. To. Hấp dẫn ha. Ông bự nhất luôn. Nghéo, chết cha trời ơi. Trứng chưa? Chết cha. Ủa, không có đồ kẹp chị Ngọc. Thấy mẹ ông. À, thấy ông. Nhớ nó dễ sợ luôn nội. Lâu đâu đâu nướng đâu, không? Ăn nướng hồi ăn đó. Ăn nướng là ăn nướng nhà này thôi, ăn nướng với Dọc Vinh thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Bên kia tôi là lần đầu tiên là bữa là ăn đầu tiên đó, là lần đầu tiên nướng đó. Xấu rồi. Ai giới thiệu ta? Vinh giới thiệu ai giới thiệu? Trước là gì đó Thu ai? Giới thiệu ăn nướng ai giới thiệu nướng của đâu? Thu. Phải. Nguyên. Ừ. Đúng rồi. Ai giới thiệu nướng đó? Nguyên Diệu Linh. À, đúng rồi. À, chị Quyên. Nhưng mà đâu phải mình nướng hoài mà. Ừ, tự nhiên nằm coi cười mình luôn. Ngồi lần tiên nướng bữa trước á. Đúng là năm mấy ký lần tiên nướng. Nhưng mình hấp không à? Hả? Mình hấp không à? Ừ. Không nhớ nướng luôn vậy. Không nhớ nướng luôn. Hấp với là ăn gì nè? Chị xào nè. Ăn nướng nó khác nha bạn, ăn nướng nó ngon nhiều nha. Chị xào cái gì đó? Nướng mà bỏ lò tiêu chứ không có nướng trong nhà nhờ lò mình nó không ngon. Không. Nó tùy lò hả? Bình của mình không ngon, tại vì nó chảy nước ra, còn kia nó gớm cái nước. Mình kia không nướng ngoài mà. Đúng rồi, mình nướng ngoài. Nó ngon mà phải không?
Trời ơi, thịt nó xới ra nè, ngon dễ sợ. Chứ là dễ bẻ nữa. Ừ, nhớ ông nhớ tôi. Nó giòn á. Nó giòn á chị Ngọc. Lên tới đây tự nhiên mới thấy cua này. Ừ. Đâu có giờ thấy đâu. Bữa vô ăn đâu. Ông xạo vừa thôi không? Thiệt. Bữa gì đâu cua nước đâu. Đang buffet không mà, buffet thì đâu cua cua. Cái đó nước vô ăn. Ở đâu? Nhà hàng. Nhà nào? Buffet. Nó ăn nước đâu? Nó nước không ta? Mình chắc mình hỏi nó coi mình có nước không. Ê Ngọc, mình đem cái cua ra mình đưa cho nó làm được không ta? Không. Tầm đó không. Ai mà làm. Thế ăn, đi ăn buffet mà ăn cua riêng nữa hả? Cũng, chắc chết. Cũng cứng nữa không? Không được. Nóng rồi, nóng rồi. Nóng. Ngon quá bà. Bắp, nó là ăn nhiều nó mới ngon. Thì nó bị cứng. Anh Vinh lấy dạ. Giấy không anh Vinh? Nó tưởng mà Hiền nhậu lê ra chứ. Chùi. Trên bàn hình lúc này Hiền, Hiền của ta, Hiền thiệt ta. Nghĩ gì cho nợ? Tưởng đâu uống ly bia rượu rồi chứ. Nhà bỏ hả? Bỏ hả Vinh? Mày uống lại đây lắm Vinh. Vậy hả? Uống đi không? Mày uống tao uống, mày uống. Cảm ơn Phơ. Ngo tưởng mày hay uống mà. Cảm ơn. Đó. Uống rồi, uống dần vui vui không? Uống trà hay uống bia? Đúng rồi đó, uống trà đi. Uống dở nhưng mà uống sao vui. Uống trà tốt hơn uống bia nhiều. Thì nào có mấy người kia mới uống chút xíu. Ngon. Ăn bắp nữa nè. Lợi hại lắm nè. Ăn ngọt. Chị Ngọc bắp, bắp Việt Nam ngon nhiều. Nóng. Ủa ngon. Các bạn cái bắp kia bắp trồng á. Ủa mẹ ơi ngon. Bắp kia bắp trồng á. Bắp Việt Nam năm qua đó. Trồng á. Bắp trồng á. Trồng chứ không phải là. Ở dưới quê hai cũng có. Chứ không phải là mua hả? Dưới quê hai cũng có trồng á. Nghe hả? Anh bên trồng dưới hả? Bắp trồng á. Hiểu hả? Trồng vậy bắp. Ngon. Cái bác đó cho cái giống. Giờ trồng. Cái hồ có to cho bác nữa. Hồ to không? Bự quá hả? Ngon. Bự chị Ngọc. Trái bự chị Ngọc. Bự. Ăn nhiều là cuôn con hơn. Thôi chơi chứ. Hai cái ngon hết. Nghĩa nào muốn quay không? Ừ. Dắt nó vô trong kia coi nguyên vàng rau muống với lại rau lan. Có không? Ở đâu? Ừ. Ở đâu? Ở đâu Vinh? Ở đâu? Nhà nào? Bà bác. Bà chồng á. Chồng là vườn organic hả? Chồng bán cho chợ hay sao vậy? Hay là chồng ăn? Chồng ăn, rồi cho. Ăn, rồi cho, rồi bán. Mà ăn cho bán, biết bán cho ai, biết nữa chắc không bán được nhiêu chứ. Ra bán như nhục ơi. Đậu đi sang quýt bị mấy cảnh sát nó bắt. Vậy hả? Hình như tiếng lắm. À, Việt Nam mình. Việt Nam mình bán. Warning. Ủa chứ mà mấy lần cũng bán mà. Warning. Rồi, thêm ăn con. Tụi kia nó gọi cảnh sát tới nó warning đó. Cái đó là đi xong tại ba bác không có chạy xe được á. Chạy quá ở mấy cái điểm nail thì nó mua nhiều nhiều lắm. Mấy người làm nail tao mua nhiều lắm. Cua nướng đúng là bá đạo thiệt. Không hả, không có chạy xe. Hay là ngon. Mấy đứa kia. Nè chị Ngọc có kẹp không? Cô Vinh chào Vinh. Mày đừng có cắn Vinh, mình lá cắn để răng Vinh. Cắn hoài. Rồi mày cái ớt mày có ăn không? Có không? Nó tự để sẵn với mày á. Nè, chị nãy thấy nghi nghi thì tụi chủ ai đó. Nó mới cắn thích ăn ớt, đưa ớt liền nha. Kìa bà kìa. Cũng kỳ tháng mình trả nhập phòng một tế lưỡi luôn. Ui nó cay như Ngọc ơi. Ui mẹ nó cay. Cắn phải không? Cắn mạnh phải không? Tao nghĩ nhỏ con tao khi dễ mày. Tao khi dễ mày. Ở dưới ngay chỗ ở dưới. Khi dễ đó bạn. Trời ơi. Trọng đây hả anh Vinh? Ừ nó không có. Má phát luôn. Giá mạng. Má nó cay. Ây da. Chữa lửa. Cây ngon. Cái này giống sô ri chị Ngọc. Sô ri Việt Nam đó, của nhà mình trồng đó, mình hái gì mình rằm mình lấy. Hôm qua về đi chị. Ủa cái cây này mai mốt mà nếu mà nó bự á, nó nhiều trái lắm á. Quá đã. Không để xuống dưới trồng trên quê hào đi. Sao vậy? Cua nguyên một cái cua lờ, nghĩ sợ. Cua hào thế nào? Thả hồ ăn. Hào nó chấm xuống. Hả? Cua nướng, cua luộc, cua ngâm muối. Ui cha. Mình lên sớm mình quay bạn xem nấu như thế nào nè. Quay có hẹn. Chạy xô. Chạy xô. Không là chạy xô ăn đồ nướng. Thường chủ nhật mà đi qua lời đây chủ nhật mà. Không, tại vì bà chị kia chủ nhật có hẹn. Xong mấy bạn mấy chị đòi rủ lại thôi ăn thứ bảy. Ui, nó ngon quá. Hôm qua chú em mới với Đà Lạt lên nữa. Nên nguyên đáng nó mới về hồi sáng này á. Ăn có mấy ngày mà mập và bá.
Cái này không phải lỗi của mình nha, tại vì lâu lắm mình không gặp hai người. Hay đâu có gì Ngọc. Thế là gì Ngọc gì? Hưởng hưởng. Bên nhà chị ngon mà. Em đổ thừa nha. Gặp nhau anh chị gặp nhau ăn vui chứ có gì đâu mà. Làm gì? Mập đổ thừa mình. Không có. Về nhà đét lại. Hả? Về nhà đét lại. Chưa kịp đây đét là cá mối khác rồi. Về nhà đét lại. Chua ngon. Chị Ngọc sữa nhiều không chị Ngọc? Không nhiều. Ngọc thích ăn mình cho Ngọc đi ăn mà mình ăn ôm rồi đúng. Ăn gì? Mình nè. Không ăn đi. Ngọc đang ăn nè. Em ủa thấy ở dưới đây nè. Chán không, mãi cái phần á. Ngọc làm á. Ừ. Ngon. Ai? Ba phạt. Ủa cái chán là ông đỉnh của đỉnh. Tui cho cưa tươi bạn. Này tươi bạn ơi. Ren nêu luôn á. Không ngay chỗ mà để cái bàn ghế á. Em thấy mới tin mà. Ui vậy nó nặng nó to. Ui mẹ ơi. Hấp dẫn quá. Nó hoàng mát quá nhiều. Ừ ngon rồi đã mát. Mát. Rồi nãy mình đi lên mát sợ. Mát như mắc rồi. Dạ sao? Hả? Dạ sao? Đi. Ừ, nát đi. Chút. Nói dòng chơi. Mấy dẹ. Không có kẹt xe không? Má này ta tưởng gì chạy xe. Chạy xe chứ không kẹt xe. Chỉ có vợ mới biết rồi. Chú trai tiếng Việt còn hiểu lầm. Em cũng em cũng nghe nữa mà. Anh mới đi kẹt xe, kẹt xe mà tưởng là chạy xe không. Mát mà. Không có kẹt gì đó. Dán mày à. Sáng ngày mai cho mẹ ăn cái món, ăn sáng cái món đặc biệt mà chưa vợ ăn. Hey, món gì gây dính đi hiểu gì. Bánh mì. Bánh mì, bánh mì sữa. Bánh mì sữa ông Thọ hả? Thọ, Thọ mì nè. Tôi tăng hoài gì? Điện lại làm gì có ăn. Gì nào ăn rồi. Gì nào thôi. Bánh mì chấm sữa. Hả? Đây nè. Chưa ăn đây chưa ăn. Có bánh Thái Lan gì ăn. À. Bánh mì chấm sữa hay là gì giờ cháu quậy chấm sữa. Tươi. Còn trái nữa hả? Hủ tiếu bánh ký á. Nó lào giờ cháu quậy chấm sữa chị Ngọc. Trái đụng mới chưa hết. Liếm liếm liếm. À, không cay hả? Ai? Tao liếm lại liếm rồi, giờ tao liếm rồi. Không ăn nữa. Ở phía kia. Ghê quá, có ghê lắm. Cay lắm. Tới ăn bánh mì, xong có ớt ra ở, có ớt nè tao thấy cho mấy trái. Chúng cái bỏ luôn ổ bánh mì. Sao ớt thì dễ mang thiệt ta? Đứng hết hè hoài. Ớt dễ mang dữ vậy? Cay dữ lắm hả? Còn thử không? Thử không? Tào lao, có bao giờ giờ ăn cay đâu mà thử. Không thử cho thử. Thôi, bắt thử đi. Bắt ngon không? Ngon ăn đi ăn Vinh. Không được, bắt thử đi. Wow, bắt là dẻo dễ sợ luôn ha. Ừ. Nếp luôn nè. Cái này bà để hơi dạ. Hơi dạ hả? Ngon quá. Hết xe lừng. Vừa ngon vậy sao? Nhưng mà cũng ngon. Nếu mà bắp vậy á, mà gỡ của mình á. Ừ. Mà mua ngọt kia về là nó bị sượng liền á. Mà đây ăn vẫn bác ngon. Phát. Ừ. Ăn vẫn được, vẫn ngon như thường. Ô cha ơi, cá nhảy lưng rưng lưng rưng nữa. Bạn mình mới được câu được. Đây cho bạn xem cho rõ. Câu được mấy con cá con để mà chai hả Vinh? Ồ chai cá con để mà đi câu cá lớn. À, đây nha bạn. Chiếc tàu này là đi ra biển câu được nha bạn. Đây tàu to nha bạn. Nhưng mà nhà gần đây thì câu tại chỗ rất là vui. Đây. Buổi sáng quay lại xem đẹp hơn. Tối thì pho ngọc mới lên thì còn tối lắm. Đây hàng xóm rất là yên tĩnh bạn ơi. Ở đây khu này vui lắm. Mỗi người phải có chiếc tàu với có chiếc xe góp để mà đi chơi. Đây, tàu to đẹp không? Sea Pro. Quá đẹp. Ủa, Pro ta. Bạn mình Pro lắm nữa, có gì? Có đồ e cho thở đó. Ủa gì nó gần e không Vinh? Gần e chứ không liền nó chết. Chết hả? Chú sao lạ vậy? Weird. Đây. Nhiều lắm hả? Đây nè. Chạy tại chỗ bạn. Nhà kế bên là đây là cái giống như cái vịnh biển. Đi ra ngoài là biển bạn. Bước ra đây chừng vài phút là có biển to ngay, biển lớn ngay. Này khúc trong. Đó, sớm đẹp lắm, để buổi sáng mai qua cho bạn xem. Chú tàu đã không? Bá đạo. Ngon lành hả? Ở đây đi, ở đây ve cái tàu rồi nó lẹ không Vinh?
vô da lẹ hơn Vinh, lẹ hơn phải không, đỡ cực hơn thằng kia phải không. Đây ngon lành chưa, hai máy chà bá lửa luôn nè, Suzuki quá đã, mới cáo luôn. Bạn mình mới tậu chiếc này chừng năm trước, một năm, năm năm rưỡi trước. Ford có quay cái video cho cái tàu này ăn, từng video ăn trước, ăn từng tàu bạn. Cái tàu này gần 200 ngàn một chiếc rồi bạn. Đã khu cool. Chú chà này mới lên có liền nè, ở sông nước là vậy đó, sông nước là không sợ đói bạn ơi. Có được chơi liền ghê chưa. Ở đâu mẹ có đường cá lớn được chưa Vinh hả, có được cá lớn không, cá lớn nhỉ, ở đây có cá lớn chứ hả, mày ra cái gì vậy? Cái này là chài để dụ cá lớn thôi, bắt đầu là câu cá lớn. Đi gấp kho bạn ơi, đi gấp kho ve ra nè, xuống đây chơi là phải đi không hả. Tesla đi. Trời ơi, khu nhà giàu mà lo gì ba cái. Này, 10 triệu đô. 7 8 triệu. 10 triệu á, giờ lớn rồi. Từ từ lên lên. Lấy hàng ghế luôn. Leo lên. Chu. Đây. Đây. Ủa? Trời cha nội. Đi lên đây ngồi. Sao dưới xa vậy? Ngồi ở dưới đó. Ngồi đây nè. Ngồi chơi nè. Sao tụi quay chứ. Được chưa? Rồi. Chú cho nó mát quá bạn ơi. Không đóng cửa luôn hả anh? Sao? Đây, khu nhà 7 8 triệu đô la đẹp. Lấy kinh hồn. Wow. Sao? Xe đẹp quá trời nè. Mát không? Mát. Còn mát không không? Xe đẹp quá trời nè. Đó, xe Vinh mới tậu mà. Chú cha go luôn. Mình ngọc cỏi luôn là sướng không? Xe này chở 7-6 người. 6 người. Cái này nếu mà ngồi đây 3 người được. Xe này 3 người sao được. Xe này bằng 6, bằng người. Bằng rồi, chỗ rồi. Bằng chỗ với pilot luôn không vậy? 6 người bằng chỗ ông ra pilot không vậy? To vô. To bạn. Mình thích cái xe này mà. Cool. Xe kia rất là nhỏ. À chứ to. Chạy êm ru nha. Giờ có đèn LED cho LED rồi. Bánh này chạy đường giữa này kêu. Nấu êm hả? Ừ. Bánh này chạy đường gì? Thằng Mỹ kia nó nói nó bánh hả? Một bánh thì nó chạy bên môi kia chạy không nghe luôn. À chạy vào loại bánh khác. Ở đây thì nó mới làm cái này nè con. Ủa nó đâu có làm ghế đẹp vậy? À nó làm ghế nè. Đẹp như sợ. Nó làm ghế đẹp không? Ui nó mát. Ra khu này yên tĩnh với sao bạn yên tĩnh mà coi như giờ này mấy giờ ta, giờ này 12 giờ hả, giờ này cũng có 11 giờ rưỡi, có 11 giờ 40 á, 12 giờ á, 12 giờ khuya á, giờ 12 giờ khuya chạy đường im ré không có chiếc xe, có ba đứa trên đường thôi, anh tài xế Ngọc US. Rồi đồng quay nha, có chừng té nha Ngọc. Niễn quăng bên té bây giờ. Có chừng nè, nước rồi. Nước đường cao men. Đúng rồi, nước cao ghê. Nước đường cao. Chưa. Mới tậu chiếc xe 12 đô la. Đẹp quá trời đẹp. 12 đô la là mặt nổi, mặt gì cũng biết nhiều. 12 ngàn. Nước cao trời, chị Ngọc mua hoài không mua, chị Ngọc đâu có chịu mua, Bắc Vinh phải lậm luôn chứ chờ chị Ngọc mua. Bắc Vinh chị nói là mặt nổi mặt gì mà chưa có tao Vinh 12 ngàn cho tao Vinh, hay là 21 ngàn Vinh, 12 ngàn là rẻ đó. Chị Ngọc nhớ chiếc xe mà trong Costco không Ngọc, chiếc xe Costco 12 ngàn nhỏ dưới này, remember đâu có cô bán Vinh. Thì ông sẽ tin anh Vinh đi. Bán cỡ nó bán có hơn 12 ngàn. Có cô đó bán chiếc này nè. Nhỏ mình nhỏ chiếc này giống cái kiểu xe nè. Thì ông chẳng nghĩ có cô đó, thằng có cô là bán wholesale đó. Dạ. Mà chiếc 12 ngàn của nó đó, nhỏ hơn chiếc này. Bây giờ cho nó chiếc 12 ngàn thì sẽ tin sao? Nó biết đâu. Phò.
kho thật thà lắm, ai nói sao nghe vậy thôi chứ biết gì đâu. Mấy đề ca này nói chuyện là bán kinh suy nghĩ lại. Thấy không? Kho thật thà lắm đấy. Nói sao nghe vậy thôi. Chỉ có chuyện Ngọc đơn giản thì chỉ nghe thôi, chứ em không nghe nổi. Vậy nó bán này nhảy thấy con xe. Chạy nãy 10 phút mới thấy con xe một. Nhà biển đá cao ráo, nhà lầu không. Nhà lầu không mà các bạn. Nhà lầu. Nhà lầu. Tại ở dưới là để xe không. Ở trên lầu đó người ta ngắm biển. Nhìn có mấy chỗ rồi, rồi ra con cá rồi xuống chết. Ở trên này là chỉ có gấp kho với tàu thôi không? Đúng rồi, gấp kho với tàu ăn uống, ăn hải sản. Phú phú. Nhà này mới xây. Đẹp quá trời luôn. Mới xây. Mới cáo rồi mới xây bạn ơi. Ok bạn ơi, thì video cũng dài rồi. Thì bây giờ là trên anh Vinh, chị Ngọc cho hai cái giường ngủ, ba cái giường luôn bạn. Ba cái giường ngủ rất là ngon nha. Rất là to, muốn ngủ hai đứa ba giường. Rất là sung sướng nha bạn. Thì Phó lại Ngọc xin tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video nha. Bye bye các bạn.